Hai Thúy chào lại gia đình của kênh Thúy Long An Vlog. Hôm nay Thúy sẵn Thúy sang Nha Đam nè cả nhà. Thì Nha Đam á thì Thúy đã gọt vỏ rồi và mới rửa qua cái phần mà cái mũ của Nha Đam á cả nhà. Thì với cái Nha Đam này á thì cả nhà biết không, mình uống á, mình bù chất nhờn cho khớp rất là tốt nha cả nhà. Cho nên là sẵn hôm nay Thúy sai Thúy uống nè, Thúy chực nhớ cho nên Thúy chia sẻ với cả nhà mình. Tại vì đợt trước á Thúy bị khớp á cả nhà, thì hai cái đầu gối mình thường thường mình đứng vậy nó hay kêu cốc cốc á cả nhà, hoặc là mình nghe nhức mỏi. Thì 2-3 tháng trước á Thúy bị đau lưng nè cả nhà, và như hai cái đầu gối Thúy nói á, là mình ngồi xuống đứng lên nó nhức mỏi mà nó lại kêu á cả nhà. Thì giống như là nó bị, thì khi mà Thúy đi khám cái lưng và Thúy mới hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói là giống như là Thúy thiếu cái chất nhờn á cả nhà. Thành ra mình, bác sĩ nói là về nhà mình phải hỗ trợ thêm cái Nha Đam. Thì cả nhà mình lưu ý giùm Thúy ha, cái này là chỉ mình Thúy về uống thuốc, Thúy dẫn đi bác sĩ và về uống thuốc, vừa uống thuốc mà vừa hỗ trợ thêm cái Nha Đam nha cả nhà. Thì cả nhà mình á lưu ý giùm Thúy là cái này là chỉ hỗ trợ. Nếu mà trường hợp mà mình bị nghe đau nhức nè, những cái khớp của mình nghe nó kêu lóc cốp á, thì đó là nó bị thiếu chất nhờn nha cả nhà. Thì với cái cây lưu hội, cái cây Nha Đam này thì nó bù chất nhờn rất là tuyệt vời cả nhà. Đó, bây giờ Thúy chia sẻ cái cách làm như thế nào và uống như thế nào để cả nhà mình áp dụng nha, để cho có hiệu quả tốt cho sức khỏe của mình nha cả nhà. Thì Nha Đam á thì hồi nãy Thúy bào vỏ ra, Thúy rửa qua nước rồi. Thì khi mình bào vỏ ra thì cả nhà nhớ á, là mình rửa qua nước sạch liền để cho cái lớp vỏ nó có mủ cả nhà. Thì mình sẽ rửa sạch cái lớp đó xong rồi mình để, bắt đầu mình mới cho muối bọt vào. Cái này 7-8 bẹ gì nè, thì Thúy cho vào nhúm muối bọt rồi mình chà lên cái nhà, để cả nhà biết chiên, để cho nó sạch cái lớp nhớt ha. Thì đối với cái Nha Đam này á, là mình xay, mình uống trực tiếp, mình uống tươi ở cả nhà thì nó sẽ hiệu quả cao hơn nha. Còn nếu cả nhà mình mà cảm thấy khó uống thì mình có thể là đun sôi lên rồi mình cho vào ngăn mát tủ lạnh mình uống dần ha. Thì Thúy xay như vậy nè, 7-8 bẹ này thì Thúy phân ra, thì mình uống một ngày như vậy là khoảng chừng 2 bẹ là được nha cả nhà, chứ mình đừng có dùng nhiều ha. Đó, Thúy rửa lại sạch, Thúy chà muối và Thúy rửa sạch lại nè cả nhà. Thì khi mình rửa qua muối rồi mình rửa lại 5-6 nước thì nó sẽ sạch bóng, nó không còn nhớt nữa cả nhà. Rồi mình một bẹ mình cắt ra làm 3-4 vậy đó, cái mình đem đi lên vô máy mình xay ha, để mình uống. Còn cả nhà nếu mà mình thích là mình uống nước Nha Đam mà mình nấu với đường phèn cũng được. Nhưng mà Thúy thấy á là nếu mình uống mà để hỗ trợ cái chất nhờn để cho tốt cho khớp á, mình không bị nhức mỏi á, thì cả nhà nên mình xay mình uống tươi, hoặc là mình để như vậy mình nấu mình uống, mình xay ra mình bắt lên cái xay nhuyễn rất là dễ cả nhà. Cái này nó rất là tiện ha. Thì mình xay ra mình uống như vậy nè cả nhà. Thì một ngày á mình uống, mình xay cái này là Thúy không có cho nước nha cả nhà, nguyên thủy luôn. Thì mình uống khoảng nửa ly này là được nha cả nhà, là tương đương với 2 bẹ. Chứ cả nhà đừng có uống nhiều nha, tại vì cái gì nó cũng phải có liều lượng hết. Tại vì cái cây Nha Đam, cái cây lưu hội này á thì nó cũng là một cái vị thuốc nha cả nhà, cho nên mình uống phải là đúng liều lượng nha cả nhà. Thì cả nhà cứ sử dụng đều đặn 1 tháng như vậy đi, cả nhà thấy kết quả rõ rệt liền. Tại vì Thúy đã áp dụng thành công và Thúy bây giờ Thúy hết đau nhức rồi cả nhà, cho nên Thúy chia sẻ với cả nhà mình ha. Thôi Thúy dừng video đây, nếu cả nhà thấy video hữu ích thì nhớ tặng Thúy một like ha, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thúy làm những video tiếp theo hay hơn. Thúy bye.